Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thiết kế cái phụ kiện thang cáp. Hôm trước là mình hướng dẫn các bạn là phần phụ kiện là máng cáp. Thì giờ phần phụ kiện thang cáp nó cũng tương tự nhưng mà nó cũng khá là cầu kỳ. Thì ở đây là một số hình ảnh về cái phần phụ kiện của thang cáp. Cái nhìn là cái co lên. Đấy. Co lên có hai dạng là cái co mà mình chấn chéo góc như thế này đấy. Còn có một cách kiểu là người ta thích bo tròn thì nó sẽ có cái đường như này, có bán kính đấy. Thay vì chấn mà các bạn sẽ uốn uốn cái la và hàn này này. Ở đây thì cái thanh chia, phần thang thì có thanh chia nối dài. Đây là cái thanh chia nối ở giữa cái co lên đấy. Thanh chia các bạn hàn thì cần vị trí nó cách bắt nối nha các bạn. Đây là đây một số hình ảnh nha. Đây là cái thang cáp này, khớp chữ T, chữ thập mà co vuông này, co lên co xuống. Đấy. Còn đây là vâng. Giờ mình đi vào phần thiết kế trên AutoCAD. Đây, đây giả sử mình có một cái chi tiết co xuống như này. Có cả hai file này, này, một co lên một co xuống. Đây. Đây là cái co lên này. Các bạn hình dung trước này. Ở đây thì phần thiết kế của họ là chỉ có một cạnh. Đấy. Mà bên mình thì thường là chấn hai cạnh thì cho nó chắc hơn. Đây là cái hình hình thù sau khi chấn của nó như thế này các bạn này. Cái hình ảnh lúc này mình đã chỉ cho các bạn. Còn đây là cái hình mà khi mình các bạn vẽ cho người ta hình dung ra chấn á. Đây, đây là cái các bước chấn. Cái cạnh đầu tiên của mình là 12, cạnh thứ hai là 17 và cạnh thứ ba là cao H là 100. Đây 100 này. Đây 17 sẽ chấn hai bước lên là 20. Hai sẽ 13.5. Cái này tùy theo cái độ dày tôn của các bạn nhé. Hai mươi nó sẽ là 21.5. Đấy. Thì các bạn sẽ có một cái chi tiết có cái đường chấn như thế này. Mình sẽ movie ra cho nó dễ nhìn. Và cái thanh chia của các bạn sẽ hàn ở vị trí ở đây. Đúng không? Tại mình đang quay ngược đúng không? Mình move xuống cho các bạn xem để nhìn nó rõ hơn. Đấy, đây là thanh chia. Mình sẽ copy cái lỗ nối của cái thằng co này sang đến đây. Cho các bạn hình dung. Ở đây là mình đang 150 nhưng mà đây là 100. Thì mình đang copy cái phần này cho các bạn hình dung rồi. Góc khi mà các bạn tính cái góc mà để các bạn khi mà các bạn ép nó vào thành một cái đường cong lên thì các bạn cần là góc 45 độ, các bạn có thể để 46 độ nhưng mà ở đây các bạn sẽ tạo một cái đường thoát như thế này để cho các bạn khi mà chấn lên nó không bị gồ. Đây là cái điểm điểm mà các bạn khi hàn ép nó lại này. Đây cái điểm này với điểm này là đường chéo này. Khi mà các bạn ép lại nó sẽ là được một cái đường chéo ở chỗ này, là cái đường hàn nó sẽ nằm ở vị trí này. Đấy, cái đường hàn nó nằm vị trí này. Đó, cái đường hàn cũng ở vị trí dưới này luôn. Thì ở vị trí ở trong cái phần thiết kế của bạn sẽ là góc 45 độ. Đây cái đường này các bạn. Đấy, cái đường này là đường hàn. Khi mà các bạn ép nó lên là khi chấn xong các bạn ép nó lên là sẽ thành một cái hình như thế này. Còn có một số bạn các bạn hỏi là nếu mà từ thang cáp H100 chuyển thành thang cáp H50 thì cái phần co tê nó như thế nào? Thì các bạn không được kéo test kéo dài như thế này vì cái lúc đấy là cái góc của nó sẽ thay đổi, không phải là góc 45 độ nữa. Nếu mà không phải bộ góc 45 độ thì các bạn sẽ không tạo được cái góc co lên vuông góc là 90 độ được. Nên các bạn sẽ
tiến hành movie để di chuyển cái cạnh chân này xuống 50. Đây các bạn sẽ movie này xuống 50. Các bạn chọn tất cả và bạn movie xuống 50. Sau đó các bạn kéo dài nó. Các bạn movie nó vào đây. Hay cứ như thế vậy các bạn sẽ movie vào. Sau đó các bạn sẽ trim cái các đường ở đây này. Đấy. Rồi các bạn sẽ kéo dài cái đoạn này. Và các bạn sẽ movie những cái lỗ này sao cho cân đối xứng, cân đối và 50. Cái đây là mình sẽ movie 50 đúng không? Cái này sẽ là 25. Đấy, và các bạn sẽ nối cái đường này lại. Rồi các bạn sẽ kéo cái độ dài mẫu form của các bạn dài bao nhiêu thì các bạn sẽ kéo lại như vậy. Ở đây mình là 160. Cái chính bên này cũng vậy, 160. Cái con chuột mình nó bị chính các bạn. Đây các bạn, mình sẽ kéo nó thành 160. Giống như cái ban đầu 100 của mình. Đấy, nói đây là cái mỗi công ty đều có một cái form chuẩn của các bạn. Các bạn có thể để 150 cũng được. Nó chẳng sao cả. Miễn là sao các bạn trừ vị trí hàn thành chia cho các và cái phần bắt bắt nối là vừa đủ cho các bạn là được. Ở đây 160 của mình là 100 và bên kia cũng 160. Góc ở giữa là góc 45 độ. Thì ở đây các bạn sẽ tạo một cái đường mép này này. Các bạn khi mà các bạn chấn lên thì khi mà các bạn ép nó lại với nhau, cái điểm này với này và nối lại với nhau thì nó sẽ không bị gồ với nhau khi tiếp xúc. Đấy. Các bạn nên để lắng vào đây 0.5 ly. Nó như thế này các bạn ạ. Đấy. Thì bên này mình đã sửa, còn bên kia thì mình chưa sửa đúng không? Mình sẽ sang bên kia mình sửa cho các bạn xem. Đây mình sẽ movie cái cạnh thẳng này vào 0.5. Đấy, và kéo dài cái đường chéo lên. Và trim cái đường thừa này. Ây lộn. Và trim cái đường trong. Đấy, nó là các bạn sẽ được 159.5. Thì các bạn khi mà các bạn ép nó vào thì cái phần khe hở nó sẽ giữa hai phần nó sẽ tốt hơn, là không hở nhiều so với các bạn để kích thước đúng là 160. Đấy. Ở trên này thì các bạn không cần cắt gì, cái điểm này là điểm chấn. Còn đến bên sang bên cái co lên thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn chân hai cạnh thì các bạn sẽ tạo một cái đường góc thoát để cho khi mà các bạn ép vào thì hai mí nó không bị chồng lên nhau hoặc là vướng nhau. Ừ. Thì đối với các bạn nếu mà chân hai cạnh thì các bạn cần tạo cái đường thoát vậy. Còn nếu các bạn chỉ chân một cạnh như cái bên hình ảnh lúc nãy mình xem á thì các bạn nó sẽ tương đối đơn giản, co lên nhưng co xuống, nhưng mà quan trọng là cái vị trí hàn thành chia ở trên và ở dưới. Vì hàn ở phía dưới thì nó sẽ là cái co lên, cái co xuống, còn hàn ở vị trí trên thì nó sẽ là co lên đúng không? Nếu mà các bạn làm hai cạnh, cạnh trên với cạnh dưới thì các bạn sẽ để hai cạnh bằng nhau cho nó đẹp. Đấy. Cái này mình copy cái phần này lại.
các bạn xem là nếu mà các bạn giữa co lên và co xuống khi mà các bạn để một cạnh thì nó giống nhau hay là khác nhau. Thì ở đây mình sẽ xóa cạnh này. Đấy, mình sẽ xóa cái đường này. Cái này mình sẽ kéo cho nó cái này bằng nhau đúng không? Giảm xuống 3 ly. Là mình chấn 17 luôn đúng không? Đấy, thì nếu mà các bạn chỉ chấn một cạnh thì các bạn phần co lên và co xuống nó hoàn toàn giống nhau. Đấy. Thì nó chỉ khác nhau với cái vị trí hàn này các bạn. Đấy, nếu mà các bạn hàn ở dưới thì nó sẽ là phần co lên. Còn nếu mà các bạn hàn ở phía trên trên mà lúc này mình quay như thế này nó sẽ là cái co xuống. Còn khác nhau chỉ là vị trí hàn cái thanh chìa này. Đấy. Nó khá đơn giản đúng không các bạn? Đấy. Còn một cách khác, còn một kiểu khác nữa là các bạn sẽ làm co lên theo cái phần bo tròn như cái phần yêu cầu ở bên đây. Không phải là cái cạnh chấn nữa mà là cái đường bo tròn. Cái góc bo tròn ở cái phần lượn lên. Đấy, đây là cái phần này. Thì cái cách thiết kế của nó cũng khá đơn giản các bạn. Đấy, để đây mình sẽ có cái lỗ này, lỗ nối này cho các bạn hình dễ hình dung. Đấy, phần bên này sẽ có cái lỗ này phía trên cho các bạn dễ hình dung. Đây mình sẽ cột này, mình sẽ vấn đề kích thước là 100 vì mình sẽ hàn xác định là mình hàn cái mí gấp ở ngoài sẽ là hàn vào trong chứ không hàn nằm trên. Mình vấn đề kích thước, nếu các bạn để hàn trên thì các bạn sẽ giảm xuống cái này thành 97 và đương nhiên các bạn sẽ cộng cái đường này. Các bạn sẽ đo kích thước những cái đường thẳng và đến cái cung tròn. Đấy, độ dài cung tròn các bạn có cái lệnh này. Sau đó các bạn sẽ tính độ dài cái bát hàn. Ở đây thì mình sẽ offset ra. Nhưng mà nó ở đây là kích thước nhiều quá thì các bạn sẽ mình sẽ copy cho nó ra ngoài này. Xóa kích thước đi để cho các bạn dễ nhìn. Đấy, cái tai của các bạn sẽ offset ra 17 đúng không? Mình cho các bạn này nè. Nhưng không phải là nó sẽ offset ra như thế này nha các bạn. Đây mình offset ra cho các bạn dễ hình dung thôi. Còn các bạn sẽ tính cái đường, độ dài cái phần cần, cái la cần cắt của các bạn để mà hàn thành cái cạnh. Đối với cái phần bo tròn như thế này các bạn sẽ không chấn được đúng không? Thì các bạn sẽ cần một hàn những cái la. Cái la đầu tiên nó sẽ có thể là 130 này. Các bạn sẽ nối các một cái la độ dài tổng thể luôn nha. Đây là mình sẽ đây chia ra từng khúc cho các bạn nhớ. 130. Cái la thứ hai là cái độ dài thứ hai là 157 đúng không? 157.1 thì các bạn để 157 cũng được. Vì nó hàn ở phía trong. Và cái thứ ba nó sẽ là 130. Đấy, vậy là các bạn có một cái đường la hàn ở phía trên. Này có độ đây. Các bạn sẽ đo độ dài. Nó sẽ to ra là 18. Đấy, nó sẽ hàn ở cái này các bạn này. Đấy. Cái phần nếu mà đối với cái tôn cứng 2 3 3 ly trở lên thì các bạn sẽ phải uốn. Còn nếu mà tôn mềm 2 ly trở xuống thì các bạn sẽ chấm mũi hàn và ép theo cái vòng cung. Cái lá thứ hai nó sẽ dài là ở phần giữa nó sẽ là 314 đúng không? Thì 14.2 thì nó sai số nó ít thôi đúng không? Đây các bạn sẽ hàn vòng cung như thế này. Là các bạn để có một cái phần một bên của cái phần có lên thang thì cái phần đối diện các bạn sẽ cũng như vậy. Đương nhiên là hai mặt sẽ là đối xứng với nhau nha các bạn. Đấy các bạn đấy thấy nó người ta hàn như thế này đúng không? Đấy là cái la mình vừa tính xong các bạn. Đấy cái la trên và la dưới.
Đấy, như vậy là mình hướng dẫn được cái phần co lên co xuống rồi. Còn ở đây thì là cái co vuông, co L các bạn. Đấy. Thì cái co L của bọn mình đây nó cũng khá đơn giản. Các bạn sẽ vẽ cái hình co L của các bạn ra. Đấy, thì các bạn sẽ tính được cái độ dài của cái phần co này. Đây là cái góc thoát. Góc thoát này là khi mà các bạn chấn vào ép hai cái bát thành một cái đường vuông góc thì các bạn sẽ được cái phần góc này sẽ là góc 90 này. Khi mà các bạn ép vào ấy sẽ được một góc vuông. Đương nhiên các bạn sẽ tạo cái một góc thoát này cho các bạn này. Đấy. Rồi các bạn sẽ có một cái bát ở phía trên. Bát ở phía bên kia thì cái bát này các bạn cũng kẻ cái đường ăn theo cái đường góc này. Nó sẽ bẻ ra nên các bạn không cần tạo cái thoát gì hết. Cái này các bạn sẽ chỉ cần cắt cái đường để cho cái dao bẻ ra thôi. Rồi sang đây là cái nếu đến đây đây cái ví dụ này cái giảm từ dưới lên đúng không? Giảm phải này. Thì các bạn góc này đây các bạn sẽ tạo cái góc thoát đúng cái bằng cái góc mà các bạn co vào đây này. Đấy. Còn cái phần này thì các bạn bẻ ra thì nó sẽ là một đường cắt đi vào đúng không? Nó cũng khá đơn giản đúng không? Rồi, còn đây là cái T đều này, chữ T nha các bạn. Chữ T thì các bạn có một phía là các bạn làm như cái thang cáp của các bạn ấy. Còn cái phần bên kia thì giống như cái bát hàng của chữ có vuông bên kia. Nó cũng chỉ chấn ra thôi đúng không? Thì không có cái gần góc kia. Chỉ cắt cái đường thoát vào và các bạn để chấn ngựa ra là được theo cái độ là 45 độ 45 45 là chấn để sẽ cho thành góc 90 độ đấy. Còn với những cái tê giảm thì các bạn sẽ kéo xuống bao nhiêu thì cái bát của các bạn sẽ dài ra bao nhiêu. Ở đây mình có cái tê lệch là 300 250 200 này. Thì cái đương nhiên cái bát của các bạn khi mà các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thay đổi ở đây là 1260 đúng không? Cái bát xuống kia sẽ là 260. Khi mà các bạn cắt la dê các bạn sẽ cần phải xác định chấn đúng mặt nha các bạn. Thì đánh cái ngược cho các bạn. Đấy. Ở đây có một cái co lên nhưng mà vuông nha các bạn. Đây này cái kiểu cái co kiểu của khác có nhiều kiểu khác nhau đấy. Cái phần này phần co lên mà kiểu vuông thì ở đây các bạn sẽ mình sẽ xóa cái phần bo tròn này đi, xóa phần bo tròn này đi, mình lấy cái này chẳng hạn. Rồi mình sẽ xóa cái phần này và nối lại nó vuông góc. Rồi mình sẽ copy cái lỗ cho các bạn để hình dung này. Đây giống như cái này đúng không? Lỗ nối thì các bạn tùy có thể hai lỗ, 4 lỗ hoặc 3 lỗ. Đấy. Đấy, ở đây các bạn sẽ offset ra cái cạnh. Đấy các bạn chấn đấy, nếu mà cái phần này chấn được thì các bạn sẽ cứ ốp ra không thay vì hàn thì để giảm chi phí thời gian gia công các bạn chấn được bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu thay vì cái hàn hàn xong phải mài đúng không, là tiết kiệm được chi phí. Các bạn offset ra này và các bạn trim cái đường thừa này đi, nối cái đường đường này là sẽ là đường cái cắt laser đường thoát vào cho các bạn này, đây là đường góc thoát khi mà các bạn chấn. Nếu với các bạn gia công máy đồ dập thì các bạn phải điểm lỗ để khi mà cắt cắt bằng tay cắt vào cái cạnh này để mà chấn lên này. Các bạn sẽ copy cái này vào. Thì việc gia công trên cái phần máy laser nó tương đối rất là hữu dụng trong với gia công băng phụ kiện thang băng cáp nha các bạn. Còn các bạn gia công trên máy đồ dập thì nó hơi xấu. Nói chung là vậy. Cái đây là đang 100 này, các bạn sẽ giảm bớt theo cái độ dày tôn của bạn. À, ở đây là 0.5 đúng không? 1.5. Mình đang làm tôn ly rưỡi thì nó là
mỗi bên 1,5 ly. Và cái phần dưa nó sẽ là 97 đúng không? Mỗi bên cộng ly rưỡi nó sẽ thành 100 đối với cái tôn ly rưỡi. Đấy. Khá đơn giản đúng không các bạn? Vậy là mình đã có một cái co vuông, co lên vuông. Nên cái phần này sẽ nó sẽ áp sát tường của các bạn. Nếu mà các bạn cần đổi kéo dài ra thì các bạn sẽ kéo cái phần tai ở phần ngoài dài ra thôi, không có vấn đề gì cả. Đây, sau đây mình đã chia sẻ cái cách hướng dẫn thiết kế cái phụ kiện thang cáp. Nếu thấy hay và bổ ích cho các bạn, nhớ like và subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Đấy. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.